Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the leaks in the band. Legacies. Ok, mình nói lại một chút nha. Đối với việc úp từ con rồng lên con sư tử thì chúng ta sẽ cần một mảnh PC Leon. Mảnh Leon này sẽ có giá là 50k rút và được mua ở con NPC bản đồ rút ở map Emblem 1 hoặc là map Event 20B, 20 sụt, 1 chào và 1 crash. Và tỷ lệ rồng sẽ là úp lên sư tử sẽ như sau. Từ cộng 11 sẽ là 60% và tăng dần cho đến cộng 15, với cộng 12 là 70, cộng 13 là 80, cộng 14 là 90 và cộng 15 là chắc chắn ra con sư tử nhé. Tiếp tục, mình ở đây mình sẽ có hai cái thử nghiệm. Thử nghiệm đầu tiên là test có cái tỷ lệ mà từ 1 đến cộng 11 đến 15 thì cái tỷ lệ úp ra Leon nó có bị thay đổi quá nhiều hay không, nó có khó hơn quá nhiều hay không, hay chỉ cần úp lên 11 là được mà không cần phải úp lên 13 hay là 12. Cái thứ hai mình muốn thử ở đây là thử xem đối với một con rồng một ộp thì nó có tỷ lệ xuất hiện được con sư tử hai ộp hay không, hay là vẫn mặc định một ộp. Rồi, và cái thứ ba là con rồng hai ộp thì có nó giữ có được hai ộp của con rồng hay không, hay là nó lên ba ộp hay là trộn xuống một ộp. Thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu với con rồng cộng 11 này. Con rồng cộng 11 và tỷ lệ chỉ là 60%. Cầm bài luôn. Rồi, ngay quả đầu tiên. Lên luôn này. Rồng 1 ộp. Rồi rơi xuống là 3% hưu nha. Mình sẽ để ngay ở bên cạnh này luôn. Tiếp tục. Cộng 12. Từ depth level này, 5.4 này. Rồi, cùng lên luôn. Ra hai ộp này nha, một ộp ra hai ộp này. Từ một ộp depth level thành hai ộp đám và depth 11. Cái này thì nó khác con rồng nha. Con rồng là hôm qua là ép gần như là mười mấy con luôn á, gần 20 con, 20 con rồng. Auto một ộp hết. Rồi, cộng 13 này. Rồi, lên luôn. Giữ lại một ộp. Nhưng mà thành là ộp đam level. Tiếp tục. Cộng 14, một ộp. Ộp này là ộp gì đây? Ộp này là ộp attack đam level. Cũng lên luôn. Thành 11 đẹp. Ok, mình sẽ bỏ lại theo thứ tự để chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Không không, xịt nha, vẫn xịt bình thường nha, hôm qua xịt liên tục ấy. Tỷ lệ rây thì sẽ không thay đổi nhiều đâu. Tiếp tục, con rồng cộng 15. Rồng cộng 15 thì chắc chắn là lên sư tử rồi. Rồi, trong quá trình mình test là có 5 con nha nhé. 5 con rồng một ộp lên sư tử thì đã có một con lên hai ộp. Nghĩa là sao? Nghĩa là anh em khi mà ép từ hiện tại anh em đang có con rồng một ộp á, thì khi sau khi update á, thì cái tỷ lệ lên rồng lên sư tử hai ộp vẫn có nhé, vẫn có, chứ không phải giống như con ngựa mà lên con rồng. Ngựa lên rồng là mình thấy là một ộp chắc chắn lên một ộp. Chưa, mình chưa thấy lên hai ộp lần nào luôn. Kể cả server chính cũng như là server test. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ quẩy tiếp với cái test thứ hai là con rồng cộng 11 hai ộp cho đến cộng 15. Ôi, dễ lên hơn rất là nhiều so với rồng này. Rồi, hai ộp xuống một ộp này nha. Từ hai ộp về một ộp này. Thì lemon đẹp với là đam level này. Rồi, lên luôn. Về một ộp depth level này. Rồng cộng 13 này, 3% với lại đam level. Rồi, rồng 2
con rồng hai ốp vẫn có tỷ lệ hai ốp mà hai ốp ngon anh em. Rồi con rồng hai ốp này đẹp lên phải lấy, đẹp lên mình này. Rồi ra một ốp, rồi hai ốp vip này, hai ốp đam level đẹp level này, cái này là 100%. Rồi hai ốp đam level đẹp level thì thành là đẹp level với lại ốp đẹp element, nghĩa là trong năm con, trong năm con rồng con trong năm con rồng của mình hai ốp thì mình ép được hai con ra sư tử hai ốp, còn trong năm con rồng một ốp của mình thì mình chỉ ép được một con ra con sư tử hai ốp. Rồi ở đây mình thử này, đầu tiên là về phần level đam, đam của con ngựa cộng 15 là sẽ 4.7, 4.7 mỗi level 20. Của con rồng sẽ là 5.7 và của con sư tử là sẽ là 6.7 và đẹp sẽ là 7.8. Khá là cao. Đầu tiên mình sẽ thử đầu mang con ngựa cộng 15. Rồi. Có sự khác biệt không anh em? Một bên là ngựa cộng 0 và một bên là ngựa cộng 15. Anh em nhìn anh em biết con nào là ngựa cộng 0, ngựa cộng 15 không? Gần như là không phân biệt được. Có một cách phân biệt là anh em nhìn vào cái này này, cái huy hiệu chữ S này, nơi chỗ cái khiên của con ngựa, thì con ngựa cộng 15 của chúng ta là nó sáng hơn rất là nhiều. Và anh em nhìn vào cái viên của chân ngựa này, viên của chân ngựa cũng sẽ khác, của bên con ngựa cộng 15 nó sẽ sáng hơn rất nhiều so với con ngựa cộng 0 của chúng ta. Tiếp tục mình sẽ cho em nó mang lên con rồng đi. Tiếp tục mình cũng sẽ cho con này mang con rồng nhưng là rồng cộng 15. Đây rồng của mình là cộng 15 và bên này là rồng cộng 0. Rồng cộng 15 thì nhìn có vẻ đậm màu hơn. Khác biệt ở đâu anh em? Hai con này khác biệt ở đâu? Hai con rồng này, con rồng ở cộng 15 thì nhìn nó có vẻ thực chất hơn. Tất cả các cái viên của con rồng nó sẽ được tô đậm hơn rất là nhiều so với con rồng cộng 0 này. Về mặt hiệu ứng thì gần như là không có gì thay đổi giữa hai con. Không có gì thay đổi giữa hai con về mặt hiệu ứng. Về mặt chi tiết thì con rồng cộng 15 thì sẽ nhìn thực chất rõ ràng hơn rất là nhiều so với con rồng cộng 0. Hai con sư tử anh em biết con con nào cộng 0, con nào cộng 15 không? Hai con sư tử về mặt hiệu ứng cũng tương tự luôn, không khác gì nhau luôn, đáng sợ thật. Không khác một tí gì luôn.